Hello everyone. Kokoli is China's first granular water-soluble fertilizer and exporting to 46 countries. Today, we are here. Here is Dalian City in Vietnam. Today, we have a very special case for Kokoli effect in the seedling farm. This farmer, he has two seedling farms and he has been using Kokoli for 7 years. Today we come to Vietnam and to check the Kokoli result on seedling and come follow me and then we can check some Kokoli results and ask some questions from him. Hello, nice to meet you. May I know since when you started to use Kokoli? 5-6-7 years. 7 years ago, yes, I heard about that. Why you continue to use Kokoli for 7 years? Tại là cái dạng cái Kokoli đó từ khi mình sử dụng á, mình sử dụng được á, nó khỏe cây, gốc cây á, là giờ là mình sử dụng luôn. So why this farmer has been using Kokoli for 7 years? Because after use Kokoli, what about the result? Because when he is completing the seedling of the seedling very well and strong and save money for him. Okay, you can let her to introduce for us about the results after use Kokoli compared without use Kokoli. What about the difference? Anh có thể giới thiệu tại cái Kokoli dùng nó khác biệt với cái sản phẩm khác như thế nào anh? Cái thằng Kokoli á có cái thằng Kokoli này có sử dụng có cái là cây nó là coi như là không bị hại cây, bộ rễ cây tốt khỏe, nói chung là cây không có bị bệnh gì hết. Okay, can we check? Đó, cây nó trong tất cả các vị này không có cái cây nào bị hư, sử dụng cái thằng Kokoli nó không bị hư cây. Don't have a seedling die in this. Anh này, tất cả các lỗ, những cái hố lỗ này nó không lên cây thôi, nhưng mà không bị hại cây. Là cái dùng cái thằng Kokoli này là cây nó không bị hại cây, cây nó đẹp khỏe. Strong. Yes, very strong. Lên đều hết. Before Kokoli, what kind of fertilizer did he use? Hồi trước là dùng cái gì? Butter, phân butter. NPK? NPK. Là cái thằng đó là dùng không được nữa. Là từ khi là 5-6-7 years đây là từ khi mà ra Kokoli thì mình thử á, là mình làm lên là cây nó khỏe, cây nó đẹp, nó không bị hại cây. Can we take one to check? Anh kéo thử. Yes. On this farm. Là cây này cây lợn nhỏ đó. 2-3 years. This farm, 2-3 years. One year. He have two farms. Okay, he has two farms. So là 2 ngày là mình thử là 2 bao. Là 2 ngày là mình thứ hai lần là trong một tuần đó là vẫn 5-6 bao. So he said that after use Kokoli, there is no dead seeds and also the root is very healthy. Very healthy and strong. Strong. Yeah, but the other fertilizer, the color root is black. It's black root. But after use Kokoli, the root is white root. Là mình tưới đó, cái này là mình tưới mà quá liều kia nó vẫn xanh cây, vẫn tưới ra rễ tốt. Còn mà mình tưới cái phân kia mà chỉ cần butter âm thôi là cái thằng phân khác mình vô mình bón vô một phát là cái cây nó khác đi. Let's check how this farmer uses Kokoli fertilizer. Dilute the Kokoli in water, stirring will make the Kokoli dissolve faster. How many kg Kokoli with how many liter water? 5 kilogram Kokoli and 200 liters water. Yeah, but use the 5 kilogram the first time. Mix 5 kilogram with 20 liter water. And when Kokoli soluble in there. Okay. Put in there, the dump. Total is 200. 200 liter with 5 kilograms Kokoli and then spray on the seed. Yeah, do xoa, do tay, do bằng cái này. Okay. Do this. Every 2 days, one time. 2 days, 1 time. Okay. Thank you. Kokoli is powerful. Kokoli is powerful. Anh nói Kokoli tốt không? Kokoli tốt.
Broccoli is powerful. Broccoli is powerful. Coccoli,